Lần đầu tiên ăn lẩu mà chi. Mấy sếp dùng mấy loại mắm? Dạ em dùng 5 loại. Cái mắm cá sặc với cái mắm cá linh nó khác nhau chỗ nào mấy sếp biết không? Bạn đã xử lý rất tốt trong cái vấn đề là bớt mùi ám trong không khí. Rất tuyệt vời. Cái nước lẩu này cái độ thơm và mắm nhưng mà không bị gắt quá. Cái vị thì rất ok, phù hợp cho những cái bàn tiệc lớn như là đối ngoại các nước với nhau. Một từ thôi anh. Đỉnh. So the winning team. So the winning team is lẩu mắm. Yes! Trò Chin Su đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Hôm nay chúng em làm một cái lẩu tên là lẩu Vũ Môn. Thì Vũ Môn là một cái cửa ải cuối cùng để mà cá vượt qua để mà hóa rồng. Đầu tiên lẩu mắm chiên, trong đó là mắm cá lóc mix với một ít cá tươi. Please. Xin mời mọi người ạ. Tiếp đến thì tụi em mang đến một trải nghiệm lẩu sông hơi cá tra dầu của sông Mekong ạ. Về cái phần trình bày là em đã rất thích cái phần món đó rồi. Với các bạn trẻ mà up lên mạng cái lẩu sông hơi thì thực sự là rất là hay. Cái phần đặc biệt của cá tra dầu ở đây á thì những cái vân mỡ vàng ở bên trong bụng cá tra dầu nó như là vân mỡ của Wagyu vậy. Nó được mệnh danh là cự kình ở sông Mekong. Dạ, tiếp đến thì mang đến sự trải nghiệm là lẩu nướng cá khui rôm, cá ba sa, tụi em cuộn với lá cách. Ồ, cái này nhúng luôn. Dạ, mình nhúng vô nước lẩu để cho nó chín với phần cá. Hương vị của cái nướng hồi nữa nó sẽ nằm trên cái bề mặt của nước lẩu. Nước lẩu nó sẽ có nhiều cái tầng hương vị. Trải nghiệm cuối cùng của tụi em là nhúng đúng nghĩa lẩu. Hôm nay là em xin phục vụ chả tôm. Mình làm như thế này á, là để cho cái phần nước lẩu nó đảo đều ở trên cái mặt cái cạnh nồi lẩu và những cái mỡ đông đó nó sẽ tan ra. Nhóm trưởng của tôi á đưa cho tôi cái nước dùng đó thì tôi cảm thấy là nó hơi nhạt, nhưng mà sau đó là anh ấy đã diễn tải cho tôi là anh ấy muốn cái nước dùng này nó nhẹ nhàng, không có quá là nặng mùi. Thì cái này chỉ cần nấu thêm chút xíu nữa thôi, cái lượng gia vị trong này nó sẽ cô đặc lại, nó sẽ vừa. Ồ, thực sự rất là đẹp. Cái lẩu cù lao có thể gọi là một cái vật dụng giống như là di sản của ẩm thực Việt Nam rồi đó. Nó rất là đặc biệt. Wow, look at this. Cheers, Shin. Lần đầu tiên ăn lẩu mà cheers. Phúc Pizza, nội thất thiết kế tô điểm cho thế giới bên trong ngôi nhà bạn. Trong cái quá trình mà các bạn nấu nước lẩu, tôi thấy có một cái vật dụng rất là đặc biệt. Cái lẩu mắm này thực sự đơn giản nhưng mà nó rất là khó. Khó vì đưa vô một cái nhà hàng máy lạnh thì cái mùi nó sẽ ám lên lượt khách, sẽ mất khách rất là nhiều, ám lên tóc, ám lên này nọ, nhất là nữ. Thì tụi em dùng cái cách là chưng cất si phong, xả, nấm và là thơm nấu cùng với nước dừa. Tiếp đến thì tụi em phục vụ chả mực và ủ qua nhồi cá ba sa. Chả mực em cũng quấn một ít tôm với một ít cá ba sa vô trong, quết nó ra rồi em lát mỏng, hấp sơ, cuộn ở ngoài. Trong đó em có bỏ thêm một ít mắm cá lóc. Ăn xong sẽ đọng được cái mùi mắm ở cuối cùng ở cái cuộn mực. Wow. Không, em có cảm nhận được cái vị mắm cá lóc ở cuối. Dạ. Khá là thơm. Tại tụi em cũng đã phải test rất là nhiều để canh được cái độ dày của cái mắm cá cắt làm sao cho ăn xong nó có vị. Nhưng mà vừa có vị cái là phải mất đi cái mùi đó để mình tiếp tục ăn được cái lẩu mắm. Ở qua rừng em nhồi cá ba sa thì nó sẽ có một cái vị đắng nhẹ nhẹ. Mấy sếp dùng mấy loại mắm? Dạ em dùng 5 loại. Cái mắm cá sặc với cái mắm cá linh nó khác nhau chỗ nào mấy sếp biết không? Cá linh nó béo là do mùa nó đổ xuống á. Dạ. Nó lớn lên cái con cá nó có cái chất mỡ béo sẵn. Dạ. Và con cá sặc cái đặc trưng cái vảy và cái da con cá sặc nó có một cái mùi tưởng chừng hơi mùi bùn nhưng không phải. Thực sự ăn lẩu mắm là tất cả các loại rau
nó làm cân bằng cái vị nặng của mắm. Cái nước lèo này đâu cần cân bằng đâu, ngon quá trời. Lẩu mắm này không thể thiếu cà tím. Em có làm một khoái cách một chút xíu là em bào mỏng cái cà tím đi. Em ướp ít muối, áp chảo nhanh trên lửa cho cái cà tím nó khô lại, nó giữ được cái vị ngọt mà vẫn có là cái mùi cà tím mà tăng lên cái hương vị của cà tím. Wagyu thì em nay là em cuộn với chả bò. Em muốn cái chả bò của Việt Nam của mình nó đi cùng với cái bò Wagyu. Dạ, nó cho nó tăng lên cái hương vị. Ít nhất là ba vị thì ở đây Alan có thấy cái vị ngọt, umami, cái vị đậm đà. Có cái vị thứ ba, ba giám khảo còn lại thấy cái vị gì đặc trưng? Một món ăn trong đấy thì có nhạt vừa đượm, người ăn đượm được và người ăn nhạt được, người ăn mặn được là người ta vẫn ăn được. Đấy là đủ đượm, đạt đến một độ đượm thì là rất tốt. Alan muốn thêm một vị nữa mà vị đó nước ngoài không có. Cái mùi đặc trưng của mùi mắm, cái vị. Chính xác, vị mắm không ở đâu có cả, chỉ ở Việt Nam chúng ta có thôi, vị mắm. Cái bún hôm nay thì em tạo hình nó xinh xinh bé bé, em bỏ cho cái lá chuối về tạo hình đó. Cốc tay này, cốc này nha. Xinh. Giờ thì cái món cuối em muốn phục vụ là trái cây hoàn toàn là hầu như là ở miền Tây. Thì khi em đi qua An Giang, em cảm thấy trái mây ở An Giang rất ngon. Em kết hợp với một măng cục, dừa sáp, chú sữa, tất cả mọi thứ trong này đều là những trái cây miền Tây. Ở trên cùng á, cánh hoa sen tươi, một chút chát chát nhẹ. Trong những món này, mọi người thích ăn món ăn kèm nào nhất? Đương nhiên này phải là lấy cái mắm làm cốt lõi. Bạn đã xử lý rất tốt trong cái vấn đề là bớt mùi ám trong không khí, rất tuyệt vời. Cái nước lẩu này cái độ thơm và mắm nhưng mà không bị gắt quá, cái vị thì rất ok, phù hợp cho những cái bàn tiệc lớn như là đối ngoại các nước với nhau. Một từ thôi anh, đỉnh. Dạ. Em không nghĩ thì là nước lẩu lại có thể ngon đến mức như thế này. Cái vị mắm của nó rất là vừa phải, nó không làm nó bị quá dậy mùi. Dạ. Chef, this is a dining experience that I was looking for. I could take this to a restaurant in Paris and serve it at a 3 Michelin star restaurant and be proud to say this is Vietnamese mắm, right? Yeah. It is delicious. It's so smart in the way you use the siphon to take all the 5 mắm flavors out with the aromats. This is genius. I love this. Tôi thích nhất vẫn là cái xíu mại thịt tôm á. Các bạn làm sao mà tôm nó giòn, nó đã lắm. Giống chảo tôm không? Tôi thì tôi bình thích cái này. Đúng, em thích cái này nhé. A great experience, chef. Thank you so much. Well done. I went to Korea to visit a restaurant, Michelin, Asia's top 50, to try a Korean barbecue. They brought this experience to the table where the chef came out, presented each dish, and it was a journey. One of these teams today in front of me gave me that excellent experience, gave me that confidence that Vietnamese lẩu can also be taken globally and represented to the world stage. But who, which team had that balance? For me, the most difficult ingredient to work with in lẩu would have to be mắm. So the winning team. So the winning team is lẩu mắm. Yes! Hôm nay thật sự là rất là vui. Một cái tập lẩu mà nấu được cái lẩu mắm, tất cả mọi người đều thích. Và có thể là người Tây dùng được, người Việt dùng được, nên là mình rất là vui hôm nay team mình đã làm được điều đó. Congratulations chef, you did really well. Jacob Crick, hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam.